tổ chức với quy mô khoảng 80 gian hàng và nhiều hoạt động phong phú hấp dẫn. Cái lễ hội mà văn hóa du lịch ẩm thực ở tỉnh Đồng Nai này là gần như là một cái lễ hội được tổ chức quy mô lần đầu tiên sau khi hai cái đợt dịch của mình trong năm 2020. Thì tụi tôi rất là, khi mà tham gia, tụi tôi kỳ vọng là tụi tôi sẽ đưa được cái hình ảnh của cái đơn vị của mình đến gần hơn với lại du khách và mọi người, để mọi người có thể biết đến những cái địa điểm, các điểm du lịch ở trong nước, để từ đó mà chúng tôi có thể phát triển được cái lượng du khách đến với khu du lịch của mình trong thời điểm từ đây cho đến cuối năm. Thật ra kế hoạch kinh doanh của chúng tôi từ đây đến cuối năm là một cái mốc để đặt những cái kỳ vọng rất lớn, vì là do là trong suốt một năm vừa qua là gần như là ngành du lịch của chúng ta gần như đóng băng. Vì vậy nên là những cái hoạt động mà còn lại của năm 2020 chúng tôi đều dồn vào thời điểm cuối năm để mà đón qua cái năm 2021. Nên là tất cả những hoạt động như là vui chơi, thể thao, văn hóa và những sự kiện này là tụi tôi sẽ tập trung toàn bộ, toàn tổng lực để mà làm sao đó để lấy lại cái hình ảnh của du lịch ở trong nước. Việc mà phát hiện ra 4 ca Covid của năm của ngày 30 tháng 11 tại thành phố Hồ Chí Minh, một phần nào đã ảnh hưởng đến tâm lý chung của tất cả các du khách. Điều này có thể là dẫn đến là cái lượng du khách đến với lại khu du lịch trong thời gian sắp tới nó sẽ giảm so với cái kỳ vọng mà chúng tôi đặt ra. Tuy nhiên là trong cái quá trình mà chúng tôi làm thì những cái biện pháp liên quan đến phòng chống dịch Covid chúng tôi vẫn đưa cao, và thậm chí là những cái thông tin về tuyên truyền về dịch Covid chúng tôi cũng sẽ làm rất là đầy đủ tại khu du lịch. Và những cái hỗ trợ dành cho du khách, ví dụ như khẩu trang, về nước rửa tay và các khu vui chơi để cảnh báo giữ khoảng cách cho du khách, thì là chúng tôi sẽ triển khai rất là nghiêm túc. Hiện tại thì đất Việt Tour đã chuẩn bị rất là nhiều cái chương trình mới, trong đó là các cái chương trình tour khuyến mãi dành cho tháng 12 giảm giá đặc biệt, theo cái dạng Black Friday mà sẽ giảm giá đặc biệt. Ngoài ra còn có các chương trình đặc biệt dành cho Tết dương lịch và Tết âm lịch. Hiện tại những chương trình này thì bên mình đang có giảm giá khuyến mãi dành cho tour đường bộ thì làm từ 10% trên tour, còn đường bay thì sẽ giảm từ 400 cho đến 700 ngàn trên một khách. Ngoài ra thì bên mình cũng đã thiết kế những cái chương trình mới như là chương trình tour độc lạ đi Phú Đảo Phú Quý hay là đi Nam Du, và các chương trình hành hương dành cho các cái khách muốn đi hành hương vào dịp xuân về. Hiện tại thì đối với các du lịch, các cái doanh nghiệp du lịch đó, thì cái việc thay đổi là rất là cần thiết, mà đặc biệt là phải thường xuyên cập nhật các cái tin tức về dịch Covid và làm việc với các đối tác để có thể linh động thay đổi cái chương trình cho khách khi mà cần thiết. Đặc biệt là ví dụ như là mình có thể dời ngày cho khách nếu như mà khách đã lỡ đặt tour và không có thể thay đổi chương trình được, thì mình bên mình cũng rất là linh động đối với các cái khách hàng này. Cái gì như vậy là lễ khai mạc tuần lễ văn hóa du lịch ẩm thực Đồng Nai năm 2020 của chúng ta đã diễn ra và thành công tốt đẹp. Chúng tôi xin trân trọng kính mời quý vị đại biểu sẽ tiếp tục tham quan khu triển lãm ảnh giới thiệu du lịch văn hóa ẩm thực vùng Đông Nam Bộ với chủ đề liên kết du lịch vùng Đông Nam Bộ an toàn và hấp dẫn. Và xin trân trọng kính mời toàn thể quý vị